Căn bệnh đậu mùa khỉ thời gian gần đây khiến cho cả thế giới phải lo lắng vì sự lây lan nhanh chóng và đường lây khó hiểu của căn bệnh này. Mới nhất, các nhà khoa học đã tìm được bằng chứng đột phá về đường lây chưa từng được xác nhận của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về đường lây nhiễm này. Bệnh đậu mùa khỉ được cho là có hai đường lây chính, trong đó phổ biến nhất là từ động vật bị nhiễm bệnh sang người, ít gặp hơn là lây từ người sang người do tiếp xúc với dịch cơ thể người bệnh, chủ yếu là dịch trong các mụn nước bị vỡ. Ngoài ra còn có nguy cơ rất thấp lây qua đường hô hấp, đòi hỏi tiếp xúc rất gần gũi và thời gian dài. Cho dù đã ghi nhận rất nhiều ca lây truyền trong nhóm nam do có quan hệ tình dục đồng giới, song căn bệnh không được xếp vào nhóm lây truyền qua đường tình dục bởi chưa có bằng chứng trực tiếp thuyết phục nào. Những nghiên cứu mới từ Viện Spallanzani của Ý có thể thay đổi cuộc chơi. Họ đã xác định được 6 trên 7 bệnh nhân được điều trị tại cơ sở của mình có tinh dịch chứa vật liệu di truyền của virus đậu mùa khỉ, ADN. Đặc biệt, một mẫu bệnh phẩm được phân tích trong phòng thí nghiệm đã thực sự hiện diện virus. Không những vậy, virus này có khả năng lây nhiễm sang người khác và nhân lên. Tổng giám đốc Viện Spallanzani Francesco Vaya nói rằng dữ liệu đang được đệ trình để công bố, không đủ bằng chứng để chứng minh rằng các đặc điểm sinh học của virus đã thay đổi khiến phương thức lây truyền của nó phát triển. Trước đó, nhiều nhà khoa học cũng đã nêu quan điểm rằng virus đậu mùa khỉ không đột biến, chỉ là việc chúng ta thiếu quan tâm tới nó trước đây đã khiến các ca tiềm ẩn không được xác định. Một số đường lây hiếm gặp cũng không được nghiên cứu để khẳng định, chứ không phải nó là đường lây mới. Tiến sĩ Vaya nói thêm, tuy nhiên có một loại virus lây nhiễm qua tinh dịch là một yếu tố thúc đẩy sự ủng hộ giả thuyết rằng lây truyền qua đường tình dục là một trong những con đường lây truyền virus này. Ông cũng cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được thông báo về phát hiện này. Dữ liệu mới nhất của WHO cho thấy hiện đã có 1.300 ca đậu mùa khỉ được ghi nhận ngoài vùng lưu hành, tức là ở các châu lục khác ngoài châu Phi. Ở châu Phi, số ca theo thống kê không đầy đủ từ đầu năm nay có thể là trên dưới 1.500 với 66 ca tử vong. Hiện chưa rõ có ca tử vong nào ngoài vùng lưu hành. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có khuyến cáo về các cách phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ. Chúng tôi mong rằng mỗi người dân sẽ thực hiện theo các khuyến cáo để có thể phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Không chỉ ghi nhận bằng chứng mới về con đường lây lan, mới đây hơn 30 chuyên gia của WHO đồng loạt đưa ý kiến đậu mùa khỉ cần phải đổi tên. Tên gọi mới đang được đề xuất là HMPXV A.1. Được biết, nguyên nhân của đề xuất đổi tên là do lo ngại về sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc xung quanh loại virus đã lây nhiễm gần 1.300 người tại hơn 20 quốc gia này. Theo tạp chí Science. Ngày 10 tháng 6, hơn 30 chuyên gia quốc tế của WHO đồng loạt đưa ý kiến về việc bệnh đậu mùa khỉ đang bị gián nhãn phân biệt đối xử và kỳ thị. Họ yêu cầu cần phải đổi tên bệnh khẩn cấp. Phát ngôn viên của WHO cũng nhận định tên gọi hiện tại không phù hợp với hướng dẫn của WHO, đó là tránh các vùng địa lý và tên động vật. Đề xuất này khiến cuộc tranh cãi nổ ra, tương tự khi WHO yêu cầu đổi tên corona thành COVID-19 sau khi nhiều người trên thế giới gọi đây là virus trung quốc hoặc virus vũ hán hiện nay nguồn gốc động vật thực sự của bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được biết dù nó đã được tìm thấy trên nhiều động vật có vú nhóm chuyên gia viết trong bối cảnh bùng phát bệnh trên toàn cầu như hiện nay việc tiếp tục nhắc tên và cách gọi cũ của loại virus này đậu mùa khỉ ở châu phi không còn chính xác mà còn mang tính kỳ thị và phân biệt đối xử cái tên HMPXVA1 có thể không ngắn gọn, nhưng nhóm chuyên gia tin rằng nó sẽ giúp hạn chế kỳ thị phân biệt đối xử với nhóm bệnh nhân cũng như cộng đồng châu Phi, nơi bệnh trở thành đặc hữu. Họ cũng lưu ý thêm, chủng virus đang lây lan ở những người bên ngoài châu Phi có thể khác với chủng virus trên động vật. Nhóm chuyên gia thúc giục các tổ chức y tế nhanh chóng quyết định và áp dụng tên gọi mới cho căn bệnh này. Người phát ngôn cho biết, WHO đang tham khảo ý kiến của các chuyên gia về orthopox virus họ virus gây bệnh đậu mùa khỉ để đặt tên phù hợp hơn. Theo các khuyến nghị chung của WHO, Tổ chức Thú y Thế giới và Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc, một số tên bệnh khác trái với hướng dẫn như cúm lợn. Đại diện WHO nhận định việc đặt tên cho các căn bệnh nên được thực hiện với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực, tránh gây xúc phạm đến bất kỳ nhóm văn hóa xã hội quốc gia, khu vực nghề nghiệp hoặc dân tộc nào. Các tác giả cho biết, như bất kỳ căn bệnh nào khác, nó có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới và gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai, bất kể chủng tộc hay sắc tộc. Vì vậy, chúng tôi nhấn mạnh không có chủng tộc hay màu da nào là nhóm phân biệt của căn bệnh này. Những điều này nhằm tránh hiện tượng hoang mang cho toàn cầu cũng như tạo thành một làn sóng phân biệt sắc tộc ngầm từ dịch bệnh. Vì vậy trong tương lai, chúng ta sẽ không nhắc đến đậu mùa khỉ nữa mà thay vào đó là một cái tên khoa học không dễ nhớ nhưng sẽ không mang hàm ý kỳ thị hay phân biệt.